Khi mà ông xã mày tới đó, cô chú anh chị đón xí muội đó, xí muội đó nói là nó đưa cho ông xã mày khoảng 20 cái cây xin gươm, tại đã biết ông xã mày thích ăn xin gươm ha. Nó nói còn có cái này cho ba nè, cái này đưa cho ông xã mày 20 cây xin gươm. Ông xã mày nói ủa tiền đâu mà con mua vậy? Ở cô chú anh chị thấy cái kẹo này không? Không có đúng, tiền cắt cũng không có mua được nhiều như vậy. Tiền đâu mà con mua, con phải nói thiệt ra. Xong rồi ạ. Mai xin chào các cô chú anh chị và các bạn. Đây là bữa cơm tối của nhà Mai nè. Ui da, hay nóng quá, Mai mướn sườn cho ông xã Mai ha. Thì Mai nướng cái này chín mềm ra rồi cô chú anh chị. Chút xíu nữa thì Mai sẽ quét cái miếng nướng sốt barbecue lên, Mai đem ra ngoài barbecue Mai nướng. Chút xíu nữa cho nó thấm, cho nó cháy cháy. Thì ông xã Mai là thích ăn cái kiểu mà sườn cháy 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 á cô chú anh chị. Đây, còn đây là dĩa salad từ vườn nhà Mai mới đi ra, Mai thu hoạch vô nè cả nhà. Xà lách này của Mai trồng luôn đó. Xong rồi Mai xếp một cái bông chà bá lửa giữa, chín giữa vậy nè ha. Còn cái này là dưa leo với lại cà chua hồi sáng mà Linh mới cho Mai ha. Thì Mai cũng lôi ra Mai đem trộn xà lách dầu giấm. Tối nay hai vợ chồng Mai sẽ ăn xà lách trộn dầu giấm với lại sườn nướng. Một bữa ăn rất là đơn giản ha cả nhà. Tất cả đều những cái này là đều từ cây nhà lá vườn hết. Không có cái gì mình mua hết á cô chú anh chị. Đây là organic ha. Một bữa ăn sạch, sạch từ đầu đến cuối sạch. Cái trái dưa leo này mày thấy sao mà nó gai góc quá, nên là chắc là không để gì ăn được đâu, phải cắt ra, phải bào ra chứ, gì mà nó gai thấy sợ thiệt chứ. Chắc là nó dữ lắm này cô chú anh chị ha, nó không cho mình ăn. Dưa leo của người Trung Quốc á, con Linh nó nói là người Trung Quốc ăn loại dưa leo này nè. Ok, cho cái gì ăn đó cô chú anh chị ha. Cho là mừng rồi, có là mừng rồi. Bào ra cái nó bị rớt mấy cái gai ra thì Mai sẽ rửa sơ thôi. Mai cũng bào sơ sơ thôi chứ cũng không cần phải bào kỹ đâu cả nha. Dưa leo này rất là sạch ha. Mai thì dạo gần đây là bị nhiễm TikTok của chú anh chị. Coi TikTok quá 180 phút ngày là nó bị nhiễm. Sao ta, sắc gì cũng không được ha cả nhà ha. Phải sắc như thế nào mà nó đẹp, tắt như vậy á. Giòn. Nó non nè cô chú anh chị thấy không, rất là non. Linh nó thu hoạch đúng thời điểm luôn rồi đó. Bà chay đà bà đuổi cái trái dưa leo của bà gì mà nó già, bà không chịu thu hoạch. Trời, cái bông đang đẹp, bây giờ xếp dưa leo vô nó cũng bớt đẹp đi chút xíu rồi đó. Mình phải kệ nó đi. Hôm nay nhà cô chú anh chị ăn cái gì cả nhà ơi? Ăn tối ăn cái gì? Nhà Mai thì ăn đơn giản vậy thôi. Dạo này Mai cũng rảnh dữ lắm nên thành ra là Mai xếp bông xếp hoa cho nó đẹp với mọi người. Đúng là Linh nó thu hoạch cái này là đúng thời điểm luôn á. Để mấy bữa nữa là nó già ha cả nhà ha. Rồi, đẹp cả nhà ha. Trái dưa leo, quên trái cà chua chứ, cà chua có mấy trái thôi. Không biết làm sao với trái cà chua này luôn á. Cà chua này rất là ngon luôn cả nhà. Đúng là cây trái vườn nhà có khác. Chồng Mai mà là lúc nào Mai làm cái dĩa salad này cũng khen trời ơi đẹp quá, giống nhà hàng quá. Giống nhà hàng thiệt á cả nhà, rất là xinh ha. Dạo này là hơi bị nấu ăn hơi bị màu mè cầu kỳ chút xíu cả nha. Nhưng mà Mai nghĩ thì nó cầu kỳ, nó màu mè chút thì nó sẽ nhìn nó sẽ ngon mắt hơn. Dầu giấm để Mai trộn cho ông xã Mai ha. Cái này Mai cũng ăn. Ê, trời ơi, cô chú chị ơi, hết hồn. Phá làng phá sớm. Cái nước sốt này là dễ nhất luôn á cả nhà. Mai sẽ để bơ vô, xong Mai để một chút dầu vô cho nó khỏi cái bị cháy cái bơ ha. Nước sốt này là dễ nhất trên đời luôn. Nay hơi bị nhiều salad nên Mai sẽ bỏ 4 muỗng nước. 1 2 3
4, 2 muỗng đường. Tại vì Mai không có phi tỏi là bởi vì ông xã Mai không thích ăn tỏi cả nhà, không thích nghe cái mùi tỏi tại vì nó rất là nặng mùi ha. Mai không biết như đây có đủ nước sốt chưa, hay là Mai làm thêm một chút xíu nữa ha. Chắc là Mai thêm 3 muỗng đường đi, là 1 muỗng đường nữa. Rồi Mai thêm 2 muỗng nước nữa ha. Mẹ sợ không có đủ. 2 muỗng giấm nha cô chú anh chị. Bây giờ là 3 muỗng giấm chứ, tại vì nãy mẹ để 3 muỗng đường rồi. 1, 2, 3. Một chút xíu muối ha cô chú anh chị. Và một chút xíu tiêu nếu mà mình muốn ăn ha. Ăn nó chua chua ngọt ngọt, rất là thanh. Ông xã Mai rất thích cái sốt này và Mai cũng thích nữa. Đó, ai muốn để tiêu thì để tiêu, còn Mai thì Mai không có để tiêu bởi vì ông xã Mai không có thích ăn tiêu. Sôi rồi thì Mai tắt bếp để cho nó nguội rồi Mai chế vô thôi. Ê, Mai chuẩn bị đồ ăn sẵn sàng hết rồi mà không thấy ai về nhà hết. Mai gọi điện cho ông xã Mai thì ông xã Mai đi đón hai đứa nhỏ ở summer camp á cô chú anh chị. Thì ông xã Mai nói là ôi tụi nó có hôm nay có lớp học trực ban nên thành ra là anh quên mất, anh đi sớm phải tới 6 giờ mới về tới nhà ha. Thì thôi kệ nó, trong thời gian mọi người chờ đợi đó thì thôi mình cứ để đi ha. Cái khi nào chúc mà chồng Mai về thì Mai sẽ đổ cái salad này vô, rồi Mai đem cái sườn nướng đó ra Mai nướng một chút xíu nữa cho nó thấm cái gia vị, Mai chiết cái sốt lên cho nó ngon ha cả nhà. Còn bây giờ thì Mai đi tưới cây cái đã. Mai đi tưới bông tưới hoa của Mai, Mai ra Mai coi cái vườn rồi Mai tưới cây của Mai. Cô chú anh chị ơi, bây giờ thì Mai sẽ ra Mai tưới rau chút xíu ha. Trong thời gian chờ ông xã Mai về thì chắc là Mai ra Mai tưới rau, tại vì nó cũng khá là khô rồi. Không biết là hôm nay trời có mưa hay không, dự báo là trời mưa nhưng mà hên xui cả nhà ơi, có khi mưa có khi không mưa nên thôi mình cứ tưới đi, còn nó mưa thêm thì nó mưa, nó không mưa thì thôi. Mai sợ cái này nó không có đủ đất á cả nhà, nên có thể là Mai sẽ đem ra cái đó Mai trồng hoặc là Mai trồng ra đất nhưng mà hiện tại thì Mai chưa biết làm sao hết. Thôi cứ từ từ cái đã ha. Mai thì cũng mới hái được một đống xà lách để vô nhà ăn xà lách trộn dầu giấm ha. Cái cây khổ qua này nó bị vàng là do nó không có đủ phân hay sao vậy cô chú anh chị, hay nó không đủ nước hay nó không đủ gì Mai cũng không biết nữa. Mai rất là vui với cái giường bầu, cái giường bí này luôn cả nhà. 3-4 trái bí nó đậu bự lên vậy là Mai thấy vui rồi ha. Còn mấy trái kia thì nó bự, mà nó không bự thì thôi. Ăn được mấy trái này là thấy hạnh phúc rồi. Khổ qua cũng vậy nè, cũng có một trái rồi nè, cô chú anh chị thấy không? Và có mấy trái nhỏ nữa nè, thấy không? Và đây nữa nè. Vậy là vui và hạnh phúc rồi đó. Hạnh phúc đơn giản vậy thôi, mình trồng mà mình có thu hoạch được một vài trái là thấy vui rồi cả nhà. Hai cây bầu này thì Mai quyết định là Mai không có dời đi cả nhà ơi, tại vì nó đã lỡ mọc ra đây rồi, bây giờ nó bự lắm rồi, dời đi là nó chết nữa. Mai cũng không có muốn ảnh hưởng gì tới tụi nó hết, nên cứ để tụi nó ở đây đi, mình cứ đem ra mình tưới là được rồi. Hy vọng là nó sẽ cho trái ngọt. Mà hai cái bầu này thì không có sợ mấy con hươu nó ăn, tại vì mẹ Mai nói là mấy cái lá bầu nó hôi á, hươu nó chê, nó không ăn đâu, nên thành ra là ok, nó không ăn là ổn rồi. Đây, bây giờ thì Mai sẽ vô Mai tưới cái khu vườn này, tại vì mấy bữa nay là ông xã Mai chưa có chạy được cho Mai cái đường ống nước tưới á, nên thành ra là Mai phải tưới bằng cái kéo dây như thế này ha. Rau muống này là ăn được rồi đây cả nhà. Rau nhà Mai là ăn không kịp luôn á, thật sự luôn. Thiệt sự là tại vì không có nấu ăn nhiều nên ăn không kịp, nói nghe mắc cỡ. Ông xã Mai về rồi. Nói nghe mắc cỡ cả nhà, nhưng mà thật sự là tại vì mình không có nấu ăn nhiều á. Mắc cỡ ha. Chồng chỉ vui á mà cả nhà ơi. Chứ còn chồng mà để trông chờ mà ăn mấy cái này thì thôi chắc Mai nghĩ cũng ăn được chứ không phải là không ăn được ha, cũng có rau ăn nhưng mà không có được bao nhiêu đâu cả nhà. Nhưng mà trồng cái này là niềm vui. Mai sẽ kéo nó lên tới đây, Mai tưới trên này trước. Ai, sao nó không vô được vậy? Ôi chết mồ rồi.
thôi. That's why. Chết cha, nãy giờ Mai đi không biết giật quá, không biết mọi người có thấy không. Ông xã Mai nói là từ nhỏ nó rất đói rồi, thôi để Mai đi vô nhà Mai kiếm đồ ăn cho tụi nó ăn đây. Đây cô chú anh chị, bây giờ thì hôm nay là cái khu vườn của Mai nó đã hoàn tất rồi cô chú anh chị ha. Đây Mai xin giới thiệu cho mọi người xem ha. Mai cũng đã trồng trọt ha, đem hết những cái đồ vô trong này để trồng rồi. Mai có gắn cái cổng này vào cô chú anh chị, thấy không? Rất là đẹp ha. Mai sẽ trồng hoa hồng hay trồng cái gì trên này. Đây là cái cổng của Mai, và khi Mai đóng lại thì con hươu nó sẽ không có ăn ha. Nó không có vô được, không có con gì vô được, trừ con ong, con muỗi, con gián thì nó nhỏ quá thì nó chưa lọt thôi. Đó thì những cái chậu của Mai thì Mai đã đem ở đây Mai để hết rồi. Để dành để khi nào mà mình có muốn trồng thêm gì thì mình trồng ha. Xà lách thì Mai vẫn để ngoài kia, tại vì Mai nghĩ là chắc là nó không có sống được đâu, nó sẽ thôi ăn hết vụ này là nghỉ đi ha. Ớt này cả nhà thấy không? Rau muống Mai cũng đem ở đây rồi nè. Cây cà chua này thì Mai nghĩ là nó sẽ sống nha cả nhà. Hy vọng là nó sẽ sống, bởi vì Mai thấy là nó đã tươi tốt lại một chút xíu rồi nè. Hy vọng là nó sẽ sống. Nghĩ là như vậy thôi chứ không biết ha. Xả thì cũng còn cái hai cây để mà đầy được. Mọi người bữa nói với Mai là trồng sâu quá như vậy thì nó không có lên á, thì cũng chính xác là như vậy luôn. Mai cũng đã tự học ra bài học kinh nghiệm của Mai, mà tại hôm bữa Mai lười á, Mai cứ để vậy nên thành ra giờ nó cũng chết hết rồi, nó còn có hai tép thôi cô chú anh chị. Đó. Thì mắc cười lắm. Cà bắp, cà tím. Cà bắp đâu, cà bắp. Cà tím thì nó sắp ăn được rồi này cả nhà. Chỉ còn 2-3 bữa nữa là Mai sẽ thu hoạch được cà tím này ha. Rất là nhiều luôn. Mai có thể xào được một bữa. Nghe nó oai vậy thôi, nói rất là nhiều, nhưng mà thật ra thì Mai cũng xào được một bữa thôi. Cà chua, mọi người thấy không? Cà chua nè. Cà chua, đậu bắp ha. Dưa leo nè cả nhà. Dưa leo rồi đậu đũa, mướp ha. Dưa leo, đậu đũa, đậu que. Đây là những cái cây ngò của Mai, cắt chút xíu nữa ngày sáng mai đi ha. Mai nghe bạn nói là mình phải cắt cái này đi thì Mai sẽ cắt đi ha. Mình sẽ cắt bớt cái lá này đi để cho nó đẻ ra con. Hai cái thau đó thì Mai sẽ vẫn để nguyên như vậy thôi. Còn bao nhiêu đây, là đây là khu vườn của Mai đó, hoàn tất rồi cả nhà, đầy đủ cây giống như đây rồi. Nếu mà chút xíu nữa có mua cái gì thêm, ví dụ như đi Home Depot mua thêm thì mua, còn không mua thì thôi, để như vậy cũng được ha. Đó, cái dàn dây leo thì cũng có đồ leo rồi. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Cuối cùng thì khu vườn của Mai cũng đã hoàn tất theo như mong đợi của Mai. Và Mai cũng khá hài lòng với khu vườn này. Nó cũng đẹp đẹp xinh xinh ha, không có đến nỗi là quá xấu xí cô chú anh chị. Đây, tụi nó đi học về rồi cả nhà. Ông xã Mai là kêu Mai đi vô rồi đó. Bây giờ Mai sẽ đổ cái sốt này vô để chuẩn bị ăn salad ha cô chú anh chị. Hôm nay thì nhà Mai là ăn salad với lại rip ha. This is the salad from our garden and the cucumber and tomato from Linh garden. Bà này nó nói là nó thấy con sâu ở trong cái salad này, nó giỡn thôi. Con ăn cơm chiên hay con ăn gì, hay là con ăn cái rip này, sườn heo? Cơm chiên hả? Con muốn cơm chiên, mẹ thôi là mẹ hâm cơm chiên cho con nha. Mẹ Mai sẽ đi hâm cơm chiên cho tụi nó. Cơm chiên này từ ngày hôm qua nhưng mà tụi nó vẫn mê cơm chiên của chú anh chị ơi. Khổ ghê. Xíu muội nó nói Mai là nó muốn biểu diễn ở cái show ở chỗ trực ban của chú anh chị. Mấy cha con nó về là ông chồng Mai là ổng chỉ có ngồi ổng chờ Mai. Ổng cũng ấy lắm nhưng mà ổng cũng ngồi ổng chờ Mai là dọn cơm cho ổng ăn không à. Ông đói lắm rồi mà ông vậy đó. Ông xã Mai hỏi là cho ăn salad được không? Yeah, you say do it like stir fry it. You want the... Did you already put dressing in it? Yes. Oh, I didn't know there's dressing in it. Okay. I like your dressing better than this. So I'll put it over here. Mm-hmm. Oh, I love this dressing. All right, did I take too much? It's okay, no, you eat it. Because that's really light. It's like, yeah, yeah, like nothing. Nó cứ chín vậy. Thì ông xã Mai thích cái salad trộn dầu giấm của Mai lắm. Mai thì giờ Mai sẽ trộn lên ha. Ông tưởng là Mai chưa có trộn cái nước sốt á, nên thành ra ông lấy cái nước sốt của Caesar salad ra, nhưng mà Mai đã trộn rồi.
Đó, thấy không, ổng đã phá hoại cho 1 phút 30 giây. Công của Mai sếp thì rất là lâu, nhưng mà ổng phá hoại cho 1 phút 30 giây là nó đã tơi tả, tê tua, tàn tạ gì nè. Mai cũng phụ ổng phá hoại luôn, cô chú chị ha. Yes, we can get skin jacket. What do you get them? Rất là ngon cả nha. Salad này là trong cái vườn Mai hồi nãy Mai mới vừa bẻ vô tức thì luôn á. Mai bẻ xong rồi Mai rửa ha. Mai rửa xong rồi là bây giờ Mai trộn cái gì mà bẻ vô ăn liền á, nó ngon lắm, nó rất là ngọt ha cả nhà. Mà cái vườn của nhà mình á, nó thấy rất là organic. Đây, Mai hâm xong cơm cho Ngân rồi đây. Nè. Bà đây nè, bà còn leo lên bàn ngồi chi nữa vậy? Giỡn gì mà giỡn. Ngon không ngon? Nó muốn nhìn ra ngoài đường á, cô chú anh chị. Trời ơi. Coi cái đuôi bả vẫy 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 kìa. Trời ơi, thiệt á. Chảnh chẹ lắm. Đây, cơm cho xíu muội nè. Hả? Sao? Con ăn thấy cái rib lên sao? Cái sườn đó sao? It's good hả? Huh? Hai đứa nó đòi xin thêm, cô chú anh chị. Chưa ăn hết mà đòi xin thêm, nó rất là mềm luôn ha. Mày cắt ra. Ngon không? Ngon hả? Xin thêm nữa hả? I know. Ăn hết đi mẹ cho thêm. That's what you did. Or you suddenly, like, ông xã Mai thì vừa ăn vừa nói chuyện với con trai vậy. Trời khổ. Mai mời cả nhà ăn cơm chung với Mai nha. Để bà ăn miếng cơm, Mai đi xới miếng cơm cái đã. Đó, bữa cơm đơn giản của gia đình Mai chỉ có vậy thôi. Con gái của Mai thì nó khen là cái sườn nướng rất là ngon. Bởi vì nó mềm á, cô chú anh chị. Mai thì nướng cả tiếng đồng hồ ở trong microwave rồi, nên nó rất là mềm luôn. Mềm mà nó thấm phải không? Mẹ ướp từ buổi sáng, mẹ để vô trong tủ lạnh nên nó thấm. Really? Nó nói là con mèo này, xíu muội nó con mèo này á, nó nhìn cái tô của xíu muội xong mình nó liếm miệng, xíu muội nó tưởng tượng. Can you please pass the salad? Mm-hmm. You don't want the ribs? I want some ribs. Mm-hmm. I love the salad. You love the salad? Look at her. Put it down. Maybe she sees something else. Oh my God! Look at that. She wants to be out. Yeah. There's a fly out there. Maybe she doesn't touch it. Để mở cửa cho nó ra. Okay, Ray, come here. Right here. Close the screen door. Go. Đó. Cho nó ra ngoài rồi đó. Đây, cả nhà ơi, ông xã Mai ăn rất là thích ăn cái salad này ha. Salad trộn nhiều giấm rất là ngon luôn cô chú anh chị. Trộn theo công thức của Mai ăn nó vừa phải. Mai cũng thích nữa. Ăn đi, trời ơi, cứ nhìn mèo hoài, khổ quá. Ngon không? Ok. You're dressing really light. You like it? That's sweet. Ông xã Mai nói là cái nước trộn dầu giấm này rất là nhẹ và sweet là ngọt. I asked mom what's the sauce is that. Your entire life. Rồi xíu muội nói lại coi. So these are the ribs you've been waiting for your whole life. Nó nói là the ribs so good. Like I'm dying to in the heaven, right? I died and went to heaven. I died and went to heaven. Yep. Nó nói là cái này nó ngon lắm. Ông xã Mai nói ngon giống như là con chờ cả nguyên cả cuộc đời con hả? Đó, ông xã Mai ăn hết một thâu salad rồi cô chú chị. Trời ơi, giỏi quá. It's a good boy. You had a lot of salad today. Good. Con Mai nè, chồng Mai nè, cô chú chị thấy không? Mình nấu mà thấy mọi người ăn thấy vui không cả nhà? Đó. Ngân thì nó đang xin ăn miếng dưa leo. Dressing is good, right? Mm-hmm. Đây cô chú anh chị, Ngân á, cho bắt đầu học ăn dưa leo với ăn salad nè cô chú anh chị. Ăn dưa leo với cái nước sốt này thấy thích nha. Dần dần lớn nó cũng biết ăn, giống như Mai hồi xưa vậy. Mai cũng thuộc team không hành không giá, nhưng mà lớn tự nhiên cũng biết ăn cô chú anh chị. A little bit bitter, right? But it's sweet and it's sour, yeah. Đó, thích ăn dưa leo trộn dầu giấm của Mai. Nothing better. Chà, cũng được á hỉ. Giờ cũng biết ăn rồi đó. Good. You like the dressing, right? Nói chung cả nhà Mai ai cũng thích cái số chọn dầu giấm của Mai ha. Mình thích cái sườn nướng này nữa. Mỗi đứa là ăn 2 cục sườn rồi đó. Natasha, thank you. The floor in the supermarket.
No, this is from Linh Garden. Okay, good. Xí mùi ăn 3 cục sườn của chú anh chị. 3 cái dẻ sườn, không phải dẻ nhưng mà 3 cục. 3 cái thanh sườn, trời ơi, dữ dội chưa? Wow, good right? Mm-hmm. They're not even clean to the bone, mine is. Wow. Ngân ăn nữa không con, mẹ cắt ra cho. Mine is clean right to the bone. Oh my god. Ôi, hài cốt đây của chú anh chị. Mai ăn 2 cục, ông xã mai ăn 1 cục. Tại vì ông xã mai sợ mập, giờ này là ăn salad hết à. Ăn hết một dĩa salad luôn. Look, the cat trying to make a break. What's she doing? She's looking under the tablecloth. You. Có chú anh chị. Salad hết rồi nè cả nhà. Anybody else want more salad before I eat it? Yeah. All right. Go eat on. The whole relative, please. Mày nói là ăn hết dòng họ đó luôn đi. Đây, rib nè, cô chú anh chị, sườn cũng gần hết rồi ha. Salad cũng hết ha. Trời ơi, hạnh phúc nào bằng nữa. Really good. Ngon không? Xã mày nói là salad rất là ngon. Cô chú anh chị nào làm cái set dầu giấm thì giống như Mai đi, rất là ngon luôn. Dạ, xíu muội nói là xíu muội vẫn còn muốn ăn thêm một cục nữa, mặc dù là xíu muội rất là no nhưng mà xíu muội vẫn muốn ăn thêm một cục sườn nữa. Wow, bữa cơm thành công ngoài mong đợi của chú anh chị, không còn cái gì, còn cái này chút xíu thôi. Chồng mẹ thì nói chung là ăn được cái này nhưng mà tại vì vì đang giảm cân nên không ăn á, chứ còn thì bình thường là chắc là sẽ ăn sạch trơn á, mà sẽ để cho chồng cái hộp ha. Này, hôm nay anh đẹp trai này là sẽ dọn rửa nè cô chú anh chị. Giỏi chưa? Ăn xong là dọn rửa nha. Good job. I do a great job. Yep, great job. Ông nói là ổng làm great job, chứ không phải là good job không đâu. I do a perfect job. Okay, honey. Tomorrow, you know, you do it every day now. No problem. Okay, so mm-hmm. Mày nói ok, vậy thì bây giờ từ bây giờ là mỗi ngày anh đều phải làm điều này nha. Ông nói ok, không sao hết. Nó chỉ có để một tốn một vài phút mà làm cho vợ hạnh phúc thì ok, không sao. Ok, good job. Now I record it already, so every day you do it, ok? No problem. I have the proof. You can rest around for now on. Ok. Mày nói là em đã ghi âm lại hết rồi, em đã quay hình lại hết là bằng chứng rồi. Kể từ hôm nay là anh sẽ làm. Cái ông nói ok, không có vấn đề gì hết, mình sẽ đi nhà hàng từ hôm nay. Ok. Thôi kệ đi, là năm thở 10 thì mới làm được lần. Mà thôi kệ, làm thôi, cứ tôi cứ để cho làm vậy. Lợi dụng ha. A few moments later. Đây cô chú anh chị ơi, anh bụng bự, anh vẫn đứng, anh chà, nãy giờ anh chà chưa xong nữa ha. Anh nói là cái chuyện này dễ lắm, có mấy phút thôi mà bây giờ đứng cả nửa tiếng rồi và cũng mới xong nha. Anh lấy cái đồ rửa chén á mà rửa không được, xong rồi mai mới đưa cho cái đồ mà chà bằng sắt á. Mai kêu nè chà đi. Cái ổng nói trời ơi, nãy giờ tại sao em lại đứng nhìn anh mà phải chịu đựng như vậy hả mày, bây giờ em mới chịu nói ra. Anh nói cái này dễ lắm. Xong rồi ổng đứng ổng thở dài của chú anh chị. Thôi nè, you give a long sign. Ông đứng không thể dài. Next time barbecue. Cái mày hỏi ổng chứ, ủa sao nãy nói dễ lắm mà sao giờ đứng thở dài rồi. Mắc cười quá. Đó, nhiều khi thì đàn ông họ cũng chỉ nghĩ là phụ nữ mình ở những cái việc không tên này nó rất là đơn giản, rất là nhẹ nhàng ha, không có gì nặng nề hết. Nhưng mà thực tế là khi mà làm thấy ổng thở dài, ổng làm bộ ổng cười. Khi mà bắt tay vô làm thì mới thấy là cũng không có phải gì là nhẹ nhàng, không có nặng nề đâu cô chú anh chị ha. Nó cũng là một công việc thôi, thì công việc nào nó cũng có cái này cái kia. Ê, cô chú anh chị ơi, ông xã Mai mới kể cho Mai nghe một cái câu chuyện mà Mai không tưởng tượng được, là xíu muội nó kinh khủng đến mức độ. Trời ơi trời, cô chú anh chị, kinh khủng á. Ông xã Mai cho Mai đưa cái Mai cho Mai bức hình coi. Đây Mai cho mọi người xem ha. Đây, đây là cái hình mà ông xã Mai chụp nè. À, khi mà ông xã Mai tới đó, cô chú anh chị đón xí muội đó, xí muội đến nói là nó đưa cho ông xã Mai khoảng 20 cái cây xin gươm, tại đã biết ông xã Mai thích ăn xin gươm ha. Nó nói con có cái này cho ba nè, cái này đưa cho ông xã Mai 20 cây xin gươm. Ông xã Mai nói ủa tiền đâu mà con mua vậy? Đó, cô chú anh chị thấy cái kẹo này không? Đó, kẹo này là nó có đó, xí muội nó có đó cô chú anh chị. Ông hỏi là tiền đâu mà con mua vậy? À, con làm gì mà con có nhiều tiền để con mua dữ vậy? Tại vì một cái hỏi chứ ông xã Mai hỏi chứ một cái xin gươm này là bao nhiêu tiền? Tại ở cái chỗ đó là à,
Cái này là một cái single mà ông mà xíu muội nó đưa cho ông xã Mai ngày hôm qua mà ông xã Mai không biết ha. Ông xã Mai mới hỏi là một cây single này bao nhiêu tiền, nó nói là một cây này 2 đồng. Cái hỏi là tiền đâu mà con mua, cái nó nói là con có tiền từ trong tiền cắt á. Cái ông xã Mai nói không có đúng, tiền cắt cũng không có mua được nhiều như vậy. Tiền đâu mà con mua, con phải nói thiệt ra. Xong rồi nó mới kể cho ông xã Mai nghe là mấy đứa trong summer camp, mấy cái bạn học trong summer camp nó phát hiện ra là nếu mà mình đúc cái tờ tiền $1 mà đúc ngược á cô chú anh chị, sau đó thì mình giật nó ra nhanh thì nó vẫn trên cái máy nó vẫn hiện lên là $1 credit, nghĩa là mình đã đúc vào $1 rồi. Thế là nó cứ nó dành thời gian ở đó, nó spend time ở đó, nó đúc vô, nó đúc cứ nó đúc $1 nó giật ra, đúc một vô đúc theo cái hướng ngược lại, giật ra đúc $1 giật ra, đúc riết mà thôi mà nó rút hết kẹo bánh ở trong cái máy đó, cái máy bán hàng tự động ở chỗ Summer Camp, ở chỗ trực ban á cô chú anh chị, là nó có một đống kẹo như vậy. Sao ông xã Mai hết hồn, ông xã Mai không có lời nào để nói luôn. Ông xã Mai nói xíu muội, thế là ông xã Mai dạy nó liền, nói ba đã dạy cho con là cái mà cái tự giác ha, cái tự giác của mình, mặc dù là không có ai nhìn con, nhưng mà con cũng phải tự giác làm cái điều đúng, cái điều này là cái điều không có đúng. Con làm như vậy rồi, nếu mà những cái nhân viên mà người ta chịu trách nhiệm ở cái máy này đi, người ta bị mất đồ thì người ta sẽ bị sa thải thì như thế nào. Thì ông xã Mai á mới nói lại đi, nói với cái bạn mà nhân viên receptionist cái ở front desk ở cái chỗ mà trực ban đó, là cái máy đó nó bị như vậy đó. Ông xã Mai thì gọi điện lên công ty của cái máy đó, nhưng mà 5 giờ là người ta đóng cửa rồi nên thành ra là không có gọi được, nhưng mà sáng mai thì ông xã Mai sẽ gọi. Trời ơi, nói chung là mấy anh mấy chị này và ông xã Mai hỏi thì có khoảng 2-3 bạn nữa ở cái chạy hè biết được điều này ha, thì tất cả là khoảng có 2-3 bạn làm điều này. Là ông xã Mai đã gửi lại hết những cái bánh kẹo mà nó lấy ra của chú anh chị, kinh khủng chưa. Hèn chi hôm qua nó về nó nói là con no lắm, con không muốn ăn cơm, hỏi con ăn cái gì trên trường, con ăn bánh kẹo trên trường. Thì ra là như vậy. Bà nói chung là mấy bà này bây giờ Mai thấy là cũng giống như mình hồi xưa nít trẻ, cô chú anh chị Mai còn nhớ là lúc đó mình còn nít thì mình có làm những cái hành động rất là mắc cười, nhưng mà rất là dại dột, nói thẳng ra là không có đúng. Nhưng mà nói chung là con nít á, thì có một cái cụ già lớn tuổi bị chột một con mắt. Thế là mình có một nửa tờ tiền 500 và một nửa tờ tiền 200. Cuối cùng thì hai cái tờ đó thì không có giá trị, thì mình dán lại với nhau xong rồi làm bộ gấp nó lại, rồi đưa kiếm cái cụ mà bị chột mất con mắt đó đi mua miếng dưa hấu. Nguyên một đám con nít luôn, xong về cạp ra, mỗi đứa được cạp một miếng thôi chứ chị. Nói chung là con nít thì nó sẽ học được những cái điều mà không có tốt, nhưng mà mình sẽ phải dạy nó dần dần. Mà công nhận là tụi nó bây giờ cũng rất thông minh ha, thông minh những cái điều không có nên. Nhưng mà thì nói chung là nó vẫn chỉ là con nít thôi, mình cũng vẫn dạy cho nó. Mày nghe cái chuyện này mà mày cười, mày nói trời ơi trời, công nhận mấy đứa con nít bây giờ nó cũng nhận nó ghê thiệt. Nhưng mà mày, mình cười không phải là mình thông đồng với nó, mà mình cười là mình cười cái sự, nói chung là không ngờ là nó làm được những cái điều như vậy, những cái điều mà sneaky đến như vậy mà nó biết được, nó tìm ra được, nó làm ha. Nhưng mà may làm sao là ông xã Mai đã phát hiện ra và cuối cùng là đã dạy cho con cái điều đúng, nói là con không được làm vậy nữa, cái điều này là cái điều không nên. Và ông xã Mai đã ngăn chặn ngay lập tức, nói với cái bạn nhân viên ở chỗ trực ban và gọi lên công ty. Thì sáng mai mình gọi tiếp, bó tay với mấy chị này luôn cô chú anh chị. Thôi không ngờ là có những cái chuyện này xảy ra nữa, trời ơi. Like that. Yeah, đúng là nuôi dạy con là cả một cái quá trình của chính chị ha. Cái việc đẻ con, sanh con thì nó đã khó, nuôi con cho nó ăn cũng khó nữa, mà dạy con nó còn khó hơn nữa, là cả một cái quá trình luôn. How to raise a children, how to raise a kid, you know, a child. Talk to her about integrity, uh-huh. Doing the right thing. It's a lot of job, right? Even when nobody's watching, mm-hmm. You have to do the right thing. Yep. Nên ông xã Mai nói là đó là phải dạy cho con cái tính tự giác, mặc dù là không có ai biết được điều đó, không có ai dòm ngó mình, nhưng mà mình phải tự biết được mình làm cái điều đúng ha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã cùng với Mai chia sẻ cái câu chuyện ngày hôm nay. Mai cũng không có lời nào để nói về mấy cái bạn này luôn á cô chú anh chị. Mai xin cảm ơn cả nhà, xin chào tạm biệt cả nhà và xin hẹn gặp lại cả nhà ở những video sau.